tức là ARBA. Laryngo, pharyngo, tuyệt tất vị trí để theo dự phòng sức khỏe. Nó khác hoàn toàn với bệnh xét. Các cơ ơn ta vì tất vị trí khác nhau hoàn toàn. Một bên chiếu là dùng cái lần cái vũ trụ dành dành khoảng ấy. Tức là đối với xét thì tổn thương là tổn thương cái cơ bào thực phẩm dưới, tức là tổn thương dịch cái chiếc cào ngược từ dạ dày cho tới thực quản rồi đi xuống, nó không ra ngoài nữa. Và cái thứ hai đó, đối với RBA thì nó tổn thương luôn cả cái cơ bào thực quản đi, vì vậy dịch nó sẽ đi lên tới họng và từ họng nó mới đi tới, thứ nhất là đi xuống thực quản, sau đó cào ngược họng thực quản RBA, hoặc là nó đi từ họng sang tai thì bắt gọi là cào ngược họng tai, hoặc nó đi cào ngược từ họng sang mũi và sang xoang, ta gọi là cào ngược họng xoang. Như vậy chúng ta có nhiều loại cào ngược và những biến chứng của cào ngược chứ không chỉ một thứ mà thôi. Nhưng mà tôi nhắc lại là RBA và dẹt hoàn toàn khác nhau. Vậy đối với dẹt chỉ có một triệu chứng là ở dưới, tức là nóng rát trước ngực. Còn đối với RBA thì ngoài triệu chứng nóng rát trước ngực của trẻ thì chúng ta có thêm triệu chứng ở họng mà một cái mà tôi giới thiệu lúc nãy đó là cảm giác vướng họng và nút kẹt. Hồi nãy giờ báo cáo viên chưa có trả lời, chưa có báo cáo gì về cái việc điều trị là ở họng và thực quản. Đối với RBA chúng ta điều trị hai mục tiêu, một là điều trị ở dưới dạ dày thực quản, và thứ hai, mục tiêu thứ hai là chúng ta điều trị cái họng thanh quản. Họng và thanh quản ở đây chúng ta nhớ có cái là không phải axit, không phải acid mà chúng ta pepsin. Pepsin, nhắc lại một từ pepsin. Pepsin nó giống như là nó là một hóa chất và nó sau khi từ dạ dày nó tóm lên trên họng, nó sẽ chui xuống và nó nằm bên dưới cái niêm mạc, nó không có phá hoại. Nhưng lần thứ hai chúng ta sau khi mà nó cào ngược thì chính axit folic kích hoạt làm cho các chim tung ra và phá vỡ niêm mạc. Mỗi lần các chim phá vỡ tung niêm mạc thì nó càng gây cảm giác vướng họng, bệnh nhân ngứa họng và cảm giác ho, ho sặc sụa, ho tới khi mà hết hồi phục. Đấy, cho nên là chúng ta phải điều trị cái vướng họng cái ho đó bằng một loại thuốc khác, chứ không phải là cái thuốc này. Lanzoprazone, esomeprazone, tất cả các loại là chúng ta trị bên dưới thực quản. Còn ngay tại họng thì chúng ta chưa có thuốc điều trị, vaccine chưa có thuốc điều trị, nhưng mà mất cái chịu nước nha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Chưa. Lâu lắm. Qua sự lựa chọn này, tôi xin truyền đạt cho chị là chúng ta nên điều trị thêm. Hay lâu quá nên đó chúng ta dùng nước mà nó có pH kiềm. Ví dụ bây giờ là ví dụ nước chúng ta đang hủ nước mặt, chúng ta có thể uống, chúng ta uống từ từ, không uống nhiều đâu, uống nhiều lên thì mình chúng ta sẽ đẩy axit xuống dưới. Đó là điều trị cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Thế nên xin có biết thêm với quý vị ha. Xin cảm ơn.